Xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Pro Channel. Và video ngày hôm nay thì chuẩn bị là sắp đến mùa thi rồi. Thì bây giờ chị cũng vẽ bâng quơ đại đi. Chị hướng dẫn cùng với các em vẽ trang trí hình tròn, hay còn có thể gọi là trang trí cái dĩa tròn nha. Bởi vì cái bài này chị thấy là có rất là nhiều bạn cần phải vẽ để thi, cho nên là chị đã vẽ rồi, đã có bài vẽ trang trí đĩa tròn rồi, nhưng ngày hôm nay chị tiếp tục vẽ để gợi ý thêm cho các em những cái mẫu mới. Ok, đầu tiên thì chị không có compa, chị sẽ dùng là cái nắp hình tròn này nha. Và ngày hôm nay chị rất là liều khi mà chị vẽ luôn trên cái cây bút lông này đó. Cầu trời khẩn Phật cho chị thành công nha, để cho các em có một cái gợi ý tốt. Ok, và các em để ý cái chấm tròn ở chính giữa của cái nắp cũng là cái tâm điểm của nó. Và đây là tâm điểm của nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ ha. Thì ở đây là điểm nè, chị lên ở chính giữa ha, một ô rưỡi nè. Ở đây chị cũng lên là một ô rưỡi. Bên đây thì chị cũng qua là một ô rưỡi. Và qua bên đây chị cũng lấy là một ô rưỡi nha. Nhưng mà hình như phải qua bên đây nè, nó mới được ha, để chị vẽ một cái tam giác cân. Và đây nối những điểm lại thì chúng ta được một cái tam giác. Tiếp theo thì chị sẽ chấm bên đây một cái nữa, rồi tiếp tục chấm bên đây một điểm nữa, và chị sẽ nối lại thành một cái tam giác tiếp tục nha, tam giác này nè. Đó. Ok, bây giờ thì chúng ta giống như là được những cái hình thoi vậy đúng không? Tiếp theo thì chị sẽ chấm là từ điểm cách ra là 2 cm, 2 cm, 2 cm, và chị nối cái hình vuông này lại với nhau nha các em. Đây nè, chị sẽ nối nó như thế này. Rồi nói y như vậy. Và đây nha, chị đã vẽ xong cái hình vuông rồi nè. Tiếp theo chị sẽ dùng bút chì để phân nó ra thành 8 múi. Đây mình sẽ vẽ một đường, 2 đường, 3 đường và 6 đường. Chỉ cần vẽ 8 đường, 6 cái đường này thì bên trong các em nhìn nó tùm lum hết. Nhưng mà chính như vậy nó mới tạo ra được cái hiệu ứng lạ cho cái trang trí hình tròn của chúng ta. Tiếp theo thì ở chính giữa hai cái đường này nha, chính giữa hai cái đường này nè, ngay điểm chính giữa thì các em sẽ vẽ cho chị là một cái đường như thế này, một cái đường như thế này. Sau đó là mình sẽ vẽ cong lên nha, hở một chút xíu, vẽ cong lên nha. Cứ như vậy chúng ta vẽ vòng tròn rồi ha. Sau khi vẽ vòng tròn như thế này thì ở đây các em sẽ vẽ tới luôn đó, thành một cái hình giọt nước nha. Rồi ở trên giọt nước này thì mình sẽ vẽ như thế này luôn nha. Tiếp theo đó thì mình sẽ vẽ là đây đó, thành cái mũi nhọn như thế này nha mấy em. Đây nè, mình vẽ lơi 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 lơi, xong đó nhọn lên. Chị vẽ lại một lần nữa nha. Đây mình sẽ vẽ dài xuống luôn và thành một giọt nước. Sau đó các em có thể vẽ như thế này đó. Rồi tiếp tục nha, quên nữa, ở trong đây thì cũng có một cái hình tròn. Ok rồi đó, nhìn nó đã rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ như thế nào đây? Thì tiếp tục theo cái đường này nha, các em sẽ vẽ nè, từ cái mũi này đó mình sẽ vẽ lên, rồi mình sẽ vẽ vòng xuống dưới đây nha. Đó nè, nó có hai điểm nè ha, các em cứ vẽ ở phía dưới thì phình ra đó. Ok đó, nó sẽ thành những cái hình như vậy. Tiếp theo thì ở đây ha, chúng ta sẽ vẽ nè, đây tới cái điểm này và bên đây ha đó. Ok, nhìn thì rối nhưng các em cứ tập trung vẽ ha. Các em cứ tập trung vẽ theo cái đường mà chị đã dẫn thì nó sẽ không hề rối một chút xíu nào hết nha. Đó, thấy không? Ở đâu nó cũng đã có hai cái điểm sẵn cho chúng ta vẽ rồi. Và khi mà nó như vậy á ha, thì khi mà chúng ta lên màu á, nó mới lung linh nha. Đó, chúng ta phối màu lên nữa thì nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Cho nên là đừng có nản nha, mình phải kiên trì.
Ok, vẽ tranh là phải kiên trì đó mấy em. Rồi, như vậy là chị đã sắp hoàn thành xong rồi nè. Chúng ta cứ xoay vòng vòng ha. Ok, như vậy là xong rồi đó. Và bây giờ thì mình cũng sẽ tô đậm những cái đường hồi nãy ở chính giữa lên luôn nha. Ở đây là đã có rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ lấy gơm để bôi đi những cái phần chì này nha mấy em. Phần chì mà hồi nãy mình vẽ đó, chúng ta sẽ bôi đi nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tô đậm một cái số nét nha, ví dụ như là nét giữa này và cái hình vuông bên ngoài. Rồi nha, sau khi mà chúng ta tô đậm tất cả các cái nét ở bên trong thì chúng ta cũng sẽ tô đậm những cái vòng tròn này và chúng ta cũng sẽ vuốt đậm sơ những cái đường này nha. Đó. Nhưng chúng ta vuốt đậm phần trên và mờ dần đi ha, những cái đường mà ở ngay chính giữa của hai cái vòng tròn này nè. Đó là mình sẽ vuốt đậm để tạo hiệu ứng nha, một hồi mình tô màu lên thì nó sẽ đẹp hơn. Ok. Rồi ha, như vậy là đã xong rồi, bây giờ mình sẽ tô màu nữa là xong. Và đây sẽ là tông màu chị chọn để tô nha. Đây tông màu nè, Galaxy ha, và thêm màu vàng nữa cho nó sáng sủa nha. Đầu tiên thì chị sẽ tô màu vàng nha cho những cái cánh sen này. Đó, nó giống như là những cánh sen ha. Đó, chị sẽ tô màu vàng cho những cái cánh mà gần những cái đường đường này nè mấy em. Tên 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 tên. Rồi, tiếp theo thì chị sẽ tô màu hồng nha. Chị sẽ tô màu hồng ở những cái phần mà tiếp giáp với lại màu vàng. Đó, chị sẽ tô màu hồng. Mình tô bút lông á, thì màu của nó hơi bị đậm một chút xíu nha mấy em. Nhưng không sao. Rồi, ha, mình sẽ tô màu hồng. La 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 Hồi nãy chị vẽ không có đều lắm nè, cái này nó lấy phải lạng đâu chút xíu nữa mà chị vẽ không được đều lắm nha, cũng không sao. Nếu như làm bài thi thì các em có thể vẽ cái này nè ha, cho nó đều hơn một chút nha. Vì chị đã lỡ bút vẽ bút lông rồi cho nên là chị không có sửa lại được, chứ còn các em có thể là vẽ lại như thế này đó để cho cái đường của mình nó sẽ tròn hơn nha. Chị ăn gian luôn, chị tô luôn. Tiếp theo thì chị sẽ dùng là màu tím nha. Màu tím nhìn nó có khác hơn không mấy em? Ở đây nha, ở đây chị sẽ dùng màu tím. Đó, để chị tô cái nhỏ ở phía trên này thôi. Màu tím với màu hồng nhìn nó cũng tương tự nhau đúng không? Nhưng thật ra một bên là màu tím, một bên là màu hồng đó. Rồi, các em thấy sự chuyển màu của nó chưa? Tiếp theo thì chị sẽ tiếp tục tô màu tím cho cái phần to này luôn nha. Đây, mình sẽ tiếp tục tô màu tím cho cái phần cánh to này luôn. Yeah, và tô xong nhìn nó cũng giống cái bông ghê. Bây giờ thì chị sẽ lấy màu xanh nè nha. Đây, chị sẽ lấy màu xanh để tô những cái phần trống còn lại ha. Tan và nó chuyển màu rất là đẹp đúng không? Đó, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chuyển trở lại màu hồng nha mấy em. Đó, thì cái cánh này, hai bên cánh này ha, chị sẽ tô màu hồng. Tên chị đã tô màu hồng xong, bây giờ thì chị sẽ tô màu vàng ở cái phần còn lại rìa mép của cái hình tròn luôn đó mấy em. Đây nha. Như vậy là bức tranh của chúng ta đã sắp sửa hoàn thành rồi. Bức vẽ hình tròn ha, vẽ trang trí hình tròn hay còn có thể nói là trang trí cái đĩa tròn. Tên và đây chị đã tô xong rồi. Bây giờ thì ở phía trong này nó hơi bị trống quá thì chị sẽ tô này nha. Một ô màu vàng, một ô màu hồng. Màu hồng và màu tím giống nhau quá cho nên là chị sẽ bỏ qua bên đây. Một ô màu tím và cuối cùng sẽ là ô màu xanh.
Và như vậy là mà bức vẽ trang trí hình tròn của chị đến đây là kết thúc rồi đó. Còn những cái màu trắng chỗ này nè, những cái màu trắng ở chỗ này nè, thì chị không biết là sẽ tô màu gì. Có bạn nào gợi ý cho chị là những cái điểm này đó, những cái chỗ trắng này mình tô màu gì cho nó đẹp lên, thì nhớ comment ở phía dưới nha. Chị có băn khoăn quá, bởi vì chị thấy như thế này á thì cũng đẹp, nhưng mà nếu để trắng như vậy thì không biết là có đẹp không. Có bạn nào gợi ý màu gì thì nhớ gợi ý ở phía dưới, comment ở phía dưới giùm cho chị nha. Và bạn nào mà học văn giỏi thì cũng vui lòng đặt tên cho bức tranh này giùm chị. Chị thì chị thấy nó giống như là một cái bông sen đêm, hay còn gọi là bướm đêm ở trên nền bầu trời xanh nè. Không biết là cái tên này cho cái phần đĩa tròn này thì có hay hay không. Bạn nào có ý khác thì comment ở phía dưới xem mọi người có ủng hộ hay không nha. Đó, và video của chị thì cũng kết thúc rồi. Nếu thích thì các em hãy nhớ bấm like cũng như là đăng ký. Đăng ký thì nhớ là bấm vô cái chuông nha, bật cái chuông lên và chia sẻ. Đó, chia sẻ nếu như các em thấy hay video này ha. Đừng quên kênh vào channel sẽ cùng với các em vẽ những bài vẽ ở trên lớp và trong cuộc sống hàng ngày nha. Chúc các em vui và học thật giỏi. Biết đâu sau này các em sẽ là những họa sĩ nhí tương lai thì sao nào. Yêu các em nhiều. Hẹn gặp lại các em ở video sau.